Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp giống Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chị Nguyễn Thị Linh ở Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai. Trước khi chúng ta đến thăm căn nhà chị Linh thì An sẽ giới thiệu về thông tin cơ bản của Mark Home nhé. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành trên nước Việt Nam. Và quý vị đang miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, thậm chí ở nước ngoài, nếu có nhu cầu liên hệ Mark Home thì hoàn toàn có thể liên hệ qua những số hotline của chúng tôi. Nếu quý vị đang ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể gọi Zalo những số hotline ha, hoặc là chúng ta gọi trực tiếp đến số hotline thì nhân viên sẽ tư vấn. Còn không thì quý vị ở nước ngoài thì có thể kết bạn Zalo hoặc là để lại lời nhắn trên YouTube hoặc là fanpage của chúng tôi là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home, hoặc quý vị có thể truy cập website của Mark Home là markhomegroup.vn và quý vị để lại lời nhắn nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang có giá xây nhà trọn gói 2023 miền Bắc nhân công thợ xây là chỉ 1.350.000 đồng trên 1 m², miền Nam nhân công thợ xây là chỉ 1.500.000 đồng trên 1 m², cho nên nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay nhé. Trở lại với ngôi nhà của chị Linh thì đầu tiên sẽ mời quý vị chúng ta xem qua về ảnh vẽ 3D ngoại thất bên ngoài của công trình này trước nhé. Nhìn từ bên ngoài, quý vị sẽ thấy ngay đây là một công trình được thiết kế mái bằng hiện đại ha, và được thiết kế là một mẫu nhà thuộc dạng là nhà ống nha quý vị, với thiết kế là 3 tầng. Và công trình này thì là một cái công trình bởi vì nó tính chất hiện đại cho nên quý vị thấy là những cái hình khối nó rất là vuông vức và gần như là toàn thể của công trình là chỉ là những cái đường thẳng. Chúng ta không thấy những cái đường cong giống như là một công trình tân cổ điển ha. Nhìn từ ngay mặt tiền thôi là quý vị thấy là cũng đã được ốp lát khá là nhiều những cái loại vật liệu khác nhau. Đây là đặc trưng của phong cách tân cổ, của phong cách hiện đại khác với phong cách tân cổ. Thường là phong cách tân cổ thì chỉ sơn một màu trắng thôi, cùng lắm là sơn thêm có thể là tông vàng chẳng hạn, còn vật liệu thì thường không ốp lát nhiều. Còn với công trình hiện đại chúng tôi sẽ xử lý rất là nhiều vật liệu, ví dụ là có ốp đá ghép nè, quý vị thấy là nguyên một cái vách tường bên này chúng tôi sẽ ốp đá ghép có tông màu ghi nhé. Rồi ngay khu vực mặt tiền của công trình ở bên dưới tầng 1 thì chúng tôi sẽ ốp, ở đây là chúng tôi sẽ ốp đá granite có tông màu đen vân mây. Thật sự cái tông màu đen này là cái tông mà hơi khó để mà chúng ta phối màu ha, bởi vì màu đen là cái màu mà chúng ta phối không khéo rất là dễ khiến cho căn nhà mình bị tăm tối. Cho nên là với kiến trúc sư của Mark Home, khi mà họ có kinh nghiệm, có cái gu thẩm mỹ tốt thì chắc chắn là phối sẽ đẹp. Cho nên là đó là lý do quý vị nên tìm đến thiết kế của chúng tôi là như vậy. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ sơn tông màu ghi và trên tầng 3 là tông màu trắng. Đây là cái sự chuyển màu anh thấy rất hợp lý cho quý vị, tức là chuyển dần từ đen ghi trắng, cho nên là một cái sự khéo léo kết hợp của kiến trúc sư An đánh giá rất cao. Tiếp theo phải nói đến đó chính là những chi tiết tiểu sảnh mảng xanh ở ngay mặt tiền luôn, quý vị thấy có những chi tiết là bồn hoa ha. Những cái bồn hoa này chúng tôi sẽ ốp gạch Việt Nhật, chúng tôi sẽ ốp gạch Việt Nhật có tông màu ghi nè, và bên trên ta có thể trồng những loại cây, những loại hoa vân vân, và nó sẽ mang đến cái mảng xanh tươi tốt cho công trình của mình. Đây là cái điều mà em nghĩ là rất là cần thiết luôn quý vị, bởi vì một công trình nó chỉ là những cái khối bê tông cốt thép vô hồn nếu như không có nhiều mảng xanh như thế này, cho nên chúng ta nên đầu tư trồng thật là nhiều cây như thế này nhé. Lan can thì chúng tôi sẽ làm là lan can kính cường lực, cái màu kính ở đây thì kiến trúc sư họ lựa chọn cái tông màu hơi là màu xanh một chút xíu, thì đây cũng là tùy theo sở thích thôi. Có gia chủ thì sẽ thích tông màu kính nó hơi xanh, có gia chủ lại thích kính hơi màu đen, có gia chủ lại thích kính phải trong suốt là màu trắng luôn, thì mỗi cái loại nó đều mang được cái vẻ đẹp riêng. Ví dụ bản thân Nhật An đang thích hoặc là kính xanh hoặc là kính trắng, thì cái đó là tùy theo quý vị lựa chọn nhé.
Nhìn ở trên phần mái, quý vị thấy ở đây là mái bằng, tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ thiết kế có thêm một cái mái che ra bên ngoài để mà chúng ta có thể di chuyển ở trên không gian của tầng 3 mà vẫn không cảm giác là sợ là trời nắng mưa ha. Và cái phần mái che ra bên ngoài thế này thì chúng tôi sẽ thiết kế là thép hộp sơn tĩnh điện nha quý vị. Với tông màu đó chính là chúng tôi sẽ sơn màu đen kèm với đó là màu nâu gỗ ha. Phía bên trên sẽ có một lớp mái kính, có thể là kính nhựa hoặc là kính cường lực, thì nó sẽ giúp che nắng che mưa một phần cho căn nhà của mình. Về thông cửa thì quý vị thấy là bên dưới tầng 1 á, ngay khu vực mặt tiền thì chúng tôi sẽ thiết kế ở đây là cửa gỗ. Còn lại thì những cái cửa khác thì quý vị thấy là đa phần đều là cửa nhôm hệ kính để mà lấy sinh khí bên trong một cách tối đa. Với cửa gỗ đây thì sẽ là chất liệu là cửa gỗ căm xe nhé. Ở các thị trường của miền Nam hoặc là miền Trung á quý vị thì cũng sẽ một số gia đình yêu thích những chất liệu ví dụ là cửa gỗ căm xe hoặc gỗ gõ đỏ cho khu vực cửa chính của mình. Còn miền Bắc thì thường sẽ thích là cửa gỗ liêm Nam Phi hơn nhé. Đó là tổng quan bên ngoài của công trình nhà chị Linh. Bây giờ hãy cùng nhau An tiến bên trong bằng cách An sẽ mời quý vị chúng ta đọc về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Đầu tiên thì An sẽ đọc đó chính là mặt bằng định vị của công trình nè. Quý vị thấy tổng quan công trình của nhà chị Linh so với khu đất ha. Và đất của nhà chị Linh thì cũng rất là dài nha quý vị. Đến chiều sâu là đến 41m nữa ha. Còn bề ngang là hơn 10m. Còn từ mặt tiền đi ra đến phần cổng phía trước là tầm khoảng 8m. Tiếp theo xét về hướng nhà, quý vị so sánh với hoa tiêu chữ B sẽ thấy là công trình nhà chị Linh hướng xuống bên dưới, hướng bên phải. Bên dưới sẽ là hướng nam, bên phải là hướng đông. Và là công trình nhà chị Linh sẽ nằm ở hướng đông nam. Tiếp theo đọc đến mặt bằng nội thất tầng 1. Nhìn vào đây quý vị thấy chiều dài ngôi nhà là 20,6m, chiều rộng là 6m. Và An cộng trừ những chia lại tổng thể sử dụng cả 3 tầng, tầm khoảng 300m2. Về công năng tầng 1 chúng tôi bố trí là khu vực phòng khách, kèm theo đó là khu vực thờ công giáo, phía sau là khu vực phòng bếp ăn và có một nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2 chúng ta sẽ bố trí là có hai khu vực nhà vệ sinh và hai khu vực phòng ngủ. Và tiến lên tầng 3 thì chúng ta sẽ bố trí là tiếp tục là hai phòng ngủ, rồi một khu vực giặt phơi, một khu vực nhà vệ sinh nhé. Sẵn tiện mời quý vị xem qua một số ảnh nội thất của công trình này. Đầu tiên là không gian phòng khách thì quý vị nhìn vào cũng thấy được đó chính là phong cách hiện đại của ngôi nhà rất là rõ luôn quý vị. Từ cái bộ sofa nhé đến chiếc bàn trà bé ngay khu vực trung tâm hay là kệ tivi thì cũng sẽ là thiết kế phong cách hiện đại và tông màu sẽ là khá là tươi sáng, đi theo tông màu ghi và tông màu trắng sáng. Tiến ra phía sau đến không gian phòng bếp ăn thì kệ tủ bếp được thiết kế hình chữ L nè, có thêm một vị trí bàn đảo tăng thêm sự sang trọng. Kèm theo đó là chiếc bàn ăn cũng rất là to. Tiến lên tầng 2 chúng ta đến phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này quý vị thấy chiếc giường sẽ được bọc vải nỉ nè và thiết kế rút cúc ở phần đầu giường ha. Đến phòng ngủ số 2 thì cũng rất là rộng luôn quý vị và có một khu vực thay đồ riêng. Đây là ưu điểm rất lớn của thiết kế này. Tiếp theo ta tiến lên tầng trên nữa, ta đến phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì quý vị thấy là chiếc giường thì cũng sẽ được bọc vải nỉ cho cao đến kịch trần. Rồi cũng sẽ có khu vực thay đồ riêng, tách biệt giữa khu vực kệ tivi với khu vực thay đồ phía sau. Đây là một điểm cộng rất lớn nhé. Và cuối cùng phòng ngủ số 4. Với phòng ngủ số 4 này thì quý vị thấy là thiết kế đơn giản hơn và tủ quần áo sẽ được thiết kế là cao kịch trần nhé. Trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà chị Linh, tiếp theo sẽ đọc đến mặt đứng của công trình. Ở đây sẽ đọc là mặt đứng trục BA, thì từ có sụp hông định của mái sẽ là 11,7m, sang tầng 1 đến sang tầng 2 là 4,2m, sang tầng 2 đến sang tầng 3 là 3,9m, sang tầng 3 đến sàn mái là 3,6m, ngược lại có sụp hông xuống ngược lại sơn ở đây là 500mm. Bên dưới này chúng tôi sẽ có 6 cái ô hình chữ nhật tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là có ô là ốp đá ghép nè, có ô là sơn tường sơn mắc hôn, có ô ốp gạch thiệt nhật. Lúc nãy An đã nói rất là kỹ về bản vẽ 3D rồi. Tiếp theo thì An sẽ đọc đến đó chính là mặt cắt của công trình ha. Thì An sẽ đọc mặt cắt trục 1-1. Đây là hướng nhìn từ mặt bên công trình nhìn qua. Quả thật nhìn vào đây quý vị thấy là ngôi nhà rất là nhiều vị trí cửa luôn quý vị. Từ cửa đi đến cửa sổ ha, ở trong nhà phải nói rất là nhiều luôn ha. Có những cái cửa thì chúng ta sẽ làm là cửa nhôm hệ kính, có cửa thì cũng là cửa gỗ, ví dụ là bên trên tầng 3 về thấy có cái cửa gỗ nè, cao 2m7 nè. Rồi những cái khu vực ban công dù là phía trước hay phía sau công trình chúng tôi đều sẽ hạ cái có sàn xuống một chút xíu, tức là thiết kế âm đó quý vị, để mà nước sẽ không tràn ngược vào bên trong nhà chính của chúng ta.
Bây giờ thì em sẽ đọc đến tới chính là mặt bằng lát sàn của ngôi nhà này. Anh đọc mặt bằng lát sàn từng một nhé. Quý vị thấy là khu vực phòng khách, phòng bếp chúng tôi ký hiệu số 1, lau gạch granite chống trơn, kích thước 800x800. Khu vực nhà vệ sinh chúng tôi ký hiệu số 2, lau gạch granite chống trơn, kích thước 300. Và khu vực số 3 thì chúng tôi sẽ ký hiệu ngoài trời, đó là gạch granite chống trơn 400x400. Với khu vực nhà vệ sinh và cũng như là khu vực ngoài trời chắc chắn là phải bắt buộc về cái tính chống trơn để đảm bảo là những cái khu vực mà nước có thể có thì nó cũng không gây trơn trượt, nguy hiểm cho người sử dụng. Bây giờ đọc tiếp đến hồ sơ kết cấu của nhà chị Linh và dựa mặt bằng móng thì thấy ngôi nhà này xử lý là mốt băng, bê tông cốt thép. Với mốt băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn và có nhiều cách để phân chia. Nếu chia theo vật liệu của mốt băng gạch và mốt băng bê tông cốt thép. Và thông thường với những thiết kế của Mắc Hôn khi mà chúng ta thi công, chúng tôi vẫn luôn khuyên quý vị nên lựa chọn mốt băng bê tông cốt thép. Tuy là đắt đỏ hơn nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái độ chắc chắn và bền vững cho công trình của mình. Cuối cùng anh đọc đến hồ sơ điện nước của nhà chị Linh ha, thì ở đây anh đọc mặt bằng cấp nước của tầng 1 nè. Nhìn vào mặt bằng cấp nước, quý vị thấy là đường CD25 nè quý vị, có chữ B nè, đây là đường cấp nước khu vực hoặc giếng gia đình lên bộ inox mái. Rồi ở trong nhà vệ sinh chúng ta có vòi chậu bếp nóng lạnh, hoặc ở trong nhà vệ sinh sẽ có cái chữ WH này ở đây, nó cũng là cái bình nóng lạnh nhé. Quý vị thấy là nó sẽ có những cái đường, ví dụ đường nước đứt hút, đây là đường nước nóng, và đường nước liền sẽ là đường nước lạnh nhé. Vậy thì em vừa giới thiệu quý vị về mẫu nhà của chị Linh ở Gia Lai. Phải nói là một mẫu nhà ống nhưng mà cũng rất bắt mắt đúng không nào. Nếu quý vị thích mẫu nhà này, muốn muốn thiết kế tương tự thì cần ngại liên hệ ngay Mắc Hôn với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng ta nhé. Còn bây giờ, em xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.